em đã nhấn ký vào tay nha. Quay bị thử đi để nó lấy cái ấy kìa này. Mở cổ không? Nhưng mà này mới kết mà. Da mặt nhiều mụn quá chị ơi. Ủa nhắn được cho chị chưa? Hoàng, em đang nhắn được cho chị Hoàng đó. Em đang nhắn Zalo cho chị thân của Hoàng phải em không? Cái gì mà khóc dữ vậy? Phải em đừng nhắn được cho chị ở trên Zalo trên TikTok hải không? Hay là Zalo gì đó? Em muốn đi đi đánh mà giờ chưa đủ kinh phí. Em mượn nhiều không? Mượn nhiều không phải có tầm bao nhiêu tiền? Hello, 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 mọi người trên Facebook, mọi người trên TikTok. À, mọi người ơi, nếu mà ai có nhu cầu về tôi lấy nhân mụn á, thì từ đây trở về sau mọi người chỉ có lên trên trang YouTube của Hana để tụi con nha. Mọi người có thể một chút xíu mình sẽ để cái đường link YouTube của mình trên cái livestream này, và mọi người phải theo cái đường link đó, mọi người vào cái đó, mọi người đăng ký cái kênh mới của mình.
thời gian tới thì mình sẽ được, chị sẽ được chị sẹo rổ như bây giờ mình không nha. Em đang ở CRV cái lô kha có sản phẩm chị sẹo rổ không, là sản phẩm chị sẹo rổ thì nó chỉ có sản phẩm tế bào gốc phục hồi da thôi, thì cái giá của nó là 1.600.000. Cái sẹo rổ mà sẹo mới ấy, thì nó điều trị được nha, còn mà sẹo lâu rồi thì nó phải mình phải tách đá sẹo bằng kim tiêm thì nó mới hết được. Chị Thanh xài vì vậy chị xài vitamin C nha. Tường Vi, rổ tơ hoang to mình làm sao vậy chị? Rổ tơ hoang to thì em sẽ tẩy ra chết một tuần 2-3 lần xong rồi mình kết hợp dưỡng vào. Nếu mà to quá thì mình phải làm mấy cái gì đó như 5 kim tiêm thì nó mới hết được nha. Hello chị, hello Võ Hành Tiến, hello em. Hôm nay chị sẽ không có livestream muộn như mọi người, từ đây về sau chị sẽ không có livestream muộn ở trên cho em Facebook này nữa, mà chị livestream trên, ủa mà chị đăng cái clip lên trên YouTube. Mọi người chịu khó chút xíu, chị sẽ để đường link trên cái livestream này về cái YouTube mới của chị, mọi người qua đó đăng ký với chị ha. Livestream này chị sẽ giữ để cho mọi người biết là chị không có livestream trên TikTok này nữa, cố trên Facebook này nữa nha. Mọi người thắc mọi người xài vitamin C chị nha. Em nói xa chị quá, chị nói xa lắm thắc mà. Mọi người có cần chị tư vấn cái gì khác ngoài cái coi bụng không? Điều trị cho chị là từ 500-700.000 một lần cho lấy cho bụng và điều trị phục hồi da tại serum hoặc là collagen. Còn ngoài ra thì nếu mà vấn đề bị thâm sẹo thì mọi người có thể sử dụng cái biện pháp như là lăn kim, phi kim. Em biết vì sao luôn á nha. Hello Thành Long, hôm qua cũng có lâu quá không gặp mà mới gặp hôm qua, tại vì em cấp quá chứ chị. Cái tai chim này một số thì để dành tặng cho mấy đứa nào mà trước giờ ăn cắp những cái clip Facebook của chị đó, là bây giờ này mình có mơ cắp được của chị nữa nha. Nhắm nhẹ một chút xíu vậy thôi, mình cũng mơ mà ăn cắp clip của mình nữa nha mọi người. Đừng có nhớ kiếm tiền trên cái xương máu của người khác nha. Rất là khó chịu, đừng có mà thập thò như vậy mà để mình ra biết nào nâng cấp cái cớ rồi đăng lên từ kiếm tiền. Của đâu ra ai làm sẵn cho ai vậy? Tốt nha. Chị là chị chưa tìm được ra đứa nào ăn cắp biết của chị nha. Chị tìm ra là chị tới nhà chị đào mã đưa ra nha. Khoảng bao nhiêu vậy chị? Khoảng bao nhiêu cái gì? Cái gì khoảng bao nhiêu? Hello bạn, anh cho sale chị. Hello Tám. Ghê vậy. Chửi vậy thôi. Nói kiểu mạnh mồm vậy thôi chứ cũng dám làm gì ai đâu mạnh mồm. Nhân hồ. Hello Bình, không dám nhân hồ đâu. Chị không có live stream nặng bụng nữa em ơi. Bây giờ muốn coi nặng bụng thì lên chị khó lên trên trang YouTube này hợp lý là gì? Chút xíu chị sẽ đợi cái đường lên. Nhìn quá cái lỗ này hợp lý. Nhưng mà nó sẽ không có thật. Một chút xíu chị sẽ để đường link YouTube trên cái live stream này cho mọi người xem nha. Quá trời đỏ chói cả màn hình. Quay qua cái màn xa cho mọi người xem. Thấy không? Đi theo cái tay chị không? Hello, là tháng rất đông nha chị. Ok, cảm ơn em nha. Tiền gian lên Sài Gòn mà ghé khổ. Hello Khoa. Ủa chứ ở đâu tôi cũng quốc hà chứ không có ngán. Bận tâm chưa ngán ai bao giờ nha. Hello Kem Sai. Khoa, không có live stream. Nhớt luôn.
nếu chị ngon. Trời ơi, ở đâu thì mình cũng hút hết á, đâu mình cũng cũng chơi được hết trơn mấy bạn. Động động tới đồng tiền xương máu của tụi mình cũng phải làm. Biết là hả, vất vả lắm không? Mà nó chỉ cần ngồi ở nhà nó ăn mát nó hưởng lợi. Tôi biết bao nhiêu loại rồi mọi người. Không. Ủa chị bỗng sinh đó mọi người, trời ơi người ta mong lấy cái gì giống hoa hậu Hồng Kông không? Mẹ nó mặn thật luôn đó trời. Em xem bà đấy không? Trời, trời ơi, bà đi diễn cái gì thời trang cái gì đấy. Biết không đậu rồi nên diễn chứ. Bà ăn như thật đấy, người ta thì đứng xoay múa cho nó đẹp, bà đứng bà ăn không mà cười. Phụ gì nóng vậy bé em xinh đẹp. Trời. Bị ăn cắp clip đó mà mọi người, livestream lên nó bị ăn cắp clip xong rồi đăng lên YouTube làm mà. Chính chủ thì không đăng được mà người bị pha ke thì được kiếm tiền mọi người. Chị ơi chắc thứ bảy em qua dẫn em hai làm em qua nữa ok nha ha. Ok qua đi cưng. Ê, nhắn chị cái giờ nha, thứ bảy khách đông thì em không đợi, nhắn chị cái giờ. Nếu em muốn mà vô làm luôn thì 9 giờ mình sẽ tập về em nhé chị luôn. Mà nằm trên giường là làm luôn hả, không có đợi chờ gì hết á. Hôm qua có like không? Qua không có like nha. Qua không có like qua. Nhiều chuyện. Tối nay chắc cũng không có like nha mọi người. Tối nay mình đi chơi lại. Hiện Ngân, một liệu trình lấy cho mụn bên chị bao nhiêu ạ? Hiện Ngân ơi, một lần lấy cho mụn bên chị là lấy cho mụn không đó thì là 300.000. Còn thường là sẽ phải chạy thêm những chất để phục hồi ra nữa thì 200-400 nữa nha. Bé yêu. Ủa Hạnh đang lấy mụn bên kia hả dạ anh? Hai người luôn à? Không, bạn kia đi chuyện nó rồi. Quá trời quá lúc. Bỏ té, bỏ bê tụi tôi luôn. Mong nếu mà tối nay á, nói chung là mình chỉ đi cà phê thôi mấy bạn. Tối nay các bạn muốn nói chuyện thì mình sẽ live stream cho mấy cái đẹp của mình. Rồi mấy cái đẹp lên nói chuyện với mọi người luôn, nếu mọi người thích. Mọi người chỉ cần nhắn tin chị nghe ơi live stream. Gọi phòng kia lên là chị sẽ gọi phòng lên mình live stream với mấy đứa. 2 giờ đông khách không chị? 2 giờ hả? 2 giờ nếu mà được thì qua đi cũng sao? Chị chúc là chị em 2 giờ 3 người nha Phan ơi. Hello con nữ Phan, hello chị Lan, hello Vũ. Mọi người ơi, hôm nay cái live stream này không có live mục nha mọi người. Mình chỉ lên nói chuyện với mọi người thôi. Mọi người thấy không? Bên mình đang quay clip nè. Để chuẩn bị làm một cái kênh YouTube mới. Thì kênh YouTube đó thì nó sẽ là Hana Spa Limit. Mình sẽ để cái đường link cho cái live stream này nha mọi người, vào đó mọi người đăng ký mình nhá. Kênh mới mình đang làm đó mọi người. Chị đọc vậy là nó lên nó đánh nó toàn ra cái bên kia không? Hả? YouTube đây. Giờ mà đánh tên là nó chỉ ra bên kia chứ nó không ra bên mình đâu. Thì phải để đường link đó cho mọi người qua đó. Giờ nó là nó rủ hết mấy đứa trong hình luôn. Nó rủ hết mấy đứa trong hình luôn là sao? Ở Gò Vấp, ôi cao, ôi xa quá, em muốn đến mà chưa có thời gian. Hello Pi, bia đi ở đâu rồi mọi người? Mọi người ghé ủng hộ chị đi, mai mốt chị sẽ mua tô, đi giúp mọi người đi làm hộn. Xịn quá chị ơi. Chị không? Ok là ghé ủng hộ chị đi, chị có tiền chị mua cái tô đi giúp mọi người. Đi đón Nghiệp, đi làm Nghiệp. Ghê, ghê đó, dễ cuộc đời. Hello người đẹp, hello. Xuất sắc đúng không? Yeah. Qua đây. Đi. Dạ, có bận quá không dạ? Cũng bận, bình thường không bận như mọi ngày. Ok. Ok chị, em tin chị. Tin chị đi. Hello cảnh, trời ơi qua bên đây cũng không nổi. Hello Phương. Có luôn hả? Hai chị kêu anh nào tài trợ luôn với chị em. Chị cảm thấy là không có anh nào tài trợ rồi đó, đâu chị phải tự thân chọn lựa rồi đó. Để em rảnh sắp xếp qua, dạo này việc nhiều quá. Qua đi nha, để không hơi bụng nhiều quá nha, không được á. Mọi người ơi, không kể em với anh bận cả đi nha. Có anh, Ngân livestream kêu gọi có anh nào tài trợ cho mình một số tiền mua ô tô để tôi giúp mấy bạn đi nặng bụng không mọi người? Ai có lòng hảo tâm không? Ai có lòng hảo tâm không? Mình sẽ dâng hiến cuộc đời của mình cho mấy bạn.
Để em quay, để em quay cái chị, để em quay cái chuyện hồi. Mọi người chỉ cần dám miếng. Em ra đi. Em rửa xong rồi. Xong rồi. Mọi người chỉ cần cho tiền tài trợ cho mình chiếc ô tô thôi, mình sẽ dám miếng một đời của mình cho mấy bạn. Ghê ghê đấy. Hello thiệt. Hello thiệt. Hello. Trời ơi, sao đi qua đây nữa chẳng kém sai. Đây, bên Facebook xinh hơn TikTok nha. Trời, tôi xinh hơn mà. Ở ngoài kia buồn tin dữ nữa. Hello chị Hoài. Xe hơi kẹt xe lắm, sắm chiếc trực thăng đi chị, thả dây xuống kéo đi. Hay là thả dây ha. Nói chung là có bao nhiêu tiền thì mua đó. Bây giờ có ít tiền thì mua chiếc xe hơi. Tiền nào nhiều tiền thì mình mua máy bay trực thăng giống như Facebook với lại Phương Phạm đó mọi người. Trời, mình không vương tầm thế giới vậy luôn. Ở Việt Nam chưa ai làm chuyện đó đúng không? Anna Spa sẽ làm cho mọi người xem. Mình đủ banh xác luôn đó trời. Máy bay trực thăng. Ok chưa? Hẹn 2 tuần nữa gặp chị, ok nha. Chính rồi, sao qua đi chính, sao ra làng ra sớm, sợ tôi đóng cửa hôm qua, rồi bây giờ tôi mở cửa thì đã không qua. Phan Thana, trời ơi cái gì mà ông dùng Facebook bên dùng TikTok rồi các kiểu luôn vậy, ông Kim Sky kia. Ủa chứ mình tưởng là trên TikTok mình đẹp hơn trên Facebook chứ mọi người. Trời ơi, hôm nay hợp lý nữa là do cúc tầm nhìn nữa. Ủa, ai gọi vậy? Alo. Alo, chị Hai ơi, chị có cái đơn là 5.658.000, chị có tẩy trang gì nè. Ừ, rồi em đến cho đi em. Dạ, chị có ở đây không? Có em. Ủa, à, cái này nghỉ mặt đó, từ 3 đó. Đúng rồi, chị đó em. Facebook có app nè. Mọi người có bị lắc không vậy? Có người gọi bị lắc sao? Làm gì app? Cái này là tự tôi chiếu đó. Chứ làm gì có app nào mà chiếu được chạy. Tự tôi chiếu nha. Rồi, giờ lên cái chỗ tê nhất cuộc đời. Da em bị rổ do mụn. Ông đừng có che đi cái đèn của tôi nha. Bị rổ do mụn thì nếu mà rổ mới á thì mình xức tới cột gốc thì nó sẽ phục hồi nhanh hơn. Tê. Còn mà nếu mà sẹo cũ lâu rồi á thì mình phải nấm kim tách lá sẹo thì nó mới hết được. Ta mọi người trên TikTok mọi người thấy không, bên mình là đỉnh của đỉnh luôn không? Trên Facebook vậy ha. Yêu cầu trên Facebook xinh hơn. Xin lỗi, xin lỗi. Lấp la lấp lánh luôn. Trên TikTok này mình không có kéo được cái tiêu tạo mọi người. Nó chỉ có một chế độ gì thôi à. Ngoài còn xinh dữ nữa. Tại mọi người không biết đó thôi. Hình như Thanh chưa có thuốc đúng không? Ừ. Tôi sao ạ? Còn ai hỏi gì đó không mọi người? Nhớ nè, chịu khó lên trên trang YouTube hết để mình đăng ký giúp mình nha mọi người. Kênh mình có lên được hay không là do mọi người đó. Mọi người ơi, ở trên TikTok ai có chưa có ai chưa có ai chưa biết cái kênh Facebook của mình không mọi người? Hana chị mình lộn Hana Spa and Clinic nha mọi người. Hana Spa and Clinic bên TikTok trắng hơn, trời đất ơi. Video vô có đẹp không nha mọi người? Có bé không bé như mình cũng xin với mọi người, mình có chi nữa nha, sắc nó vô. Rồi. Dưới cái cằm ạ, cằm ạ. Cao cũng được nguyên nha. Ở đây cái này nữa, cái này nữa. Tính tư chứ. Cái bẻ gãy cái đèn đấy. Ôi, cái này thì nó nêu nó như nó trúng nó như hoa ấy. Gãy bụp vào mặt khách phát là thôi đi luôn. Nó bốc tỉnh nó đỡ đau rồi chứ sao.
tí nữa gọi nó không dậy nè. Hai, thầy Hè. Mọi người mình thấy cảm thấy là mình ở ngoài còn đẹp hơn ở trong cái thị trường mình đó. Qua đi chim được nhan sắc của mình. Tắt filter đi chị. Cậu này bên like hay nhất trong ngày. Đúng không? Bên like hay nhất trong ngày luôn. Trời ơi, thì đẹp hơn, ngoài đẹp hơn thì tắt filter đi. Em của em muốn coi mặt anh áo xanh. Gì? Ủa bị cây nữa hay gì? Không có bị cây, chị YouTube đăng ký chưa? Nhớ một hồi tôi để đường link nha. Tôi để đường link xong là tôi sẽ coi có ai vô đăng ký nha. Đừng có làm phụ lòng tôi nha. Một lượt, một subscribe và một like nha mọi người. Một dislike, một subscribe, một like và một share cho team Hana nha mọi người. Mỗi cái team, mỗi cái like, một cái subscribe là mỗi cái động lực để team Hana phát triển cho mọi người, để mỗi ngày ủng hộ cho mình để mua ô tô mọi người. Nghe nội cho gà á. Nghe. Mình có mua được ô tô hay không là do mọi người đó. Mình sẽ mua ô tô để mình đưa giúp mọi người đi làm bụng. Mua Ford Raptor. Mua gì em? Ford Raptor. Ford Raptor là gì? Ford hả? Chứ Ford hả? Ford hả? Ford Raptor là chiếc gì không biết. Chiếc Ford đúng không? Hiểu Ford đúng không? Đúng. Ford Ranger chứ. Raptor. Xe mới mới đấy hả? Đang nổi đấy hả? Không. Chiếc này lâu lắm rồi. Raptor 1,2 tuổi. Rồi. Xong rồi hả? Ừ.